Để chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày cuối tháng 8, trên các tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được trang hoàng cờ hoa, những tấm băng rôn, pano rực rỡ sắc màu để chào mừng. Không khí nghe lại đó cũng rất là đông, tại vì cái ngày 2 tháng 9 là ngày lớn của dân tộc. Thì coi như là tôi thấy thì cái sự háo hức của người dân người ta rất là háo hức, ta mong đợi cái ngày này. Truyền thống từ xưa đến nay thấy là dân tộc Việt Nam cứ đến cái ngày giải phóng hoặc những ngày quốc khánh ấy, thì cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, rồi lúc nào cũng đi qua đường cũng có cảm hứng về yêu dân tộc hơn. Đấy, cờ đỏ sao vàng lúc nào cũng đầy đủ hết trên khắp mọi nẻo đường ngã ba ngã bảy. Nhớ lại truyền thống ngày xưa đánh giặc của bộ đội ta thì những ngày này, nhất là cận kề ngày mùng 2 tháng 9 thì mình cũng thấy là cũng khơi dậy một cái gì đó niềm tự hào của dân tộc và mong muốn là đất nước ngày càng phát triển hơn. Trên những tuyến đường trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Trần Hưng Đạo, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai được trang trí pano, băng rôn rực rỡ sắc màu. Dinh Độc Lập cũng được trang hoàng băng rôn rực rỡ sắc màu, tạo cho du khách tham quan không khí phấn khởi chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam.